đúng cái chỗ này cho em này, giơ cao lên. Được chưa? Rồi, thả đi, thả đi. Các bác có biết cục gì đấy không? Từ từ nhá. Đây đây là cái da trâu đấy. Anh Thêm vừa nãy ném phát uịch cơ mà. Cái mặt nào là mặt kia của nó anh Thêm nhỉ? Mặt này là mặt ngoài, mặt này là mặt trong. Mặt này mặt trong thịt à? Đấy. Thế còn cái mặt này là mặt ngoài của nó, đốt cháy à, mặt lông à? Các bác nhìn thế này. Cái này có phải da trâu không? Ui. Tại quả nữa nhá. Tí nó quét mệt đấy. Trời ơi, cái này thì ăn làm sao được. Thế mà ăn được đấy. Làm nộm đấy. Món đạ xá. Đạ xá của miền núi đấy. Xem nha. Đấy, đây đây là cái da trâu hôm trước mà tôi mổ. Thì để thui ở góc bếp mà hôm. Hình như hôm trước em làm lúc mình nướng cá là có góc bếp đúng không nhỉ? Vâng. Cháy đen thì xì này. Làm cái đấy, trắng trắng ra rồi đấy, bắt đầu trắng dần rồi đấy, vàng vàng kìa. Đấy, nhìn đẹp phết rồi đấy chứ nhỉ, xem nó đen thì xì cơ mà, cạo lúc còn trắng. Xong rồi anh, thêm mượn này. Đây này, ra xem nào, quay ra đây sáng sáng tí xem này. Ô, vẫn còn nóng nóng mà, mang ở bếp ra. Để ra cho đây cho nó dễ nhìn. Đấy, các bác nhìn đấy, đây là cái miếng da trâu này. Và vừa nãy đen thì xì bám than ở ngoài, bây giờ anh Thêm cạo sạch đi, nhìn nó cũng đẹp phết đấy chứ nhỉ. Cận cảnh nhá. Đấy, cũng không yên nỗi đâu. Còn cái mặt này là mặt phía trong của phần tiếp da với thịt, nộm da trâu. Đây, hoàn chỉnh một miếng. Nhưng mà nướng sao nó nở dày thế này nhỉ anh Thêm nhỉ? Nướng nó nở ra thế này à? Đó, con này khác dày. Cái da của nó khác dày này à? Con này dày thế này á? À? Chứ nướng nó không nở ra đâu gì? Không, chỉ có mình ngâm nước mới nở. À, ngâm nước mới nở thôi chứ. Em tưởng là nướng nó phồng ra như này chứ. Con này dày. Con này to dày nhỉ? Người thì bé, da thì dày. Rồi, để bây giờ chuẩn bị. Bây giờ mang đi thái à? Luộc. Phải luộc tiếp á? Luộc qua đi xong mới thái được. Cái đấy. Rồi mang cái luộc á? Cái này ông nào yếu răng không ăn được đâu. Cứng đơ. To quá đây, chặt bé ra xong rồi mới cho vào nồi. Luộc. Trước có mấy anh em bảo mình là mổ trâu thì làm cái món nộm da trâu, nhưng hôm nay bắt đầu mới làm được. Mỗi lần bận lắm làm sao mà làm được các bác. Mổ trâu bận cực kỳ đấy. Không phải đơn giản đâu. Xong. Ừ. Cho vào nồi đi. Hôm qua thằng Toàn này cầm cả miếng nhai cục cục ấy thầy. Nó thui nhưng mà nhai. Chờ cho cái ấm nước bà đang đun cho nó sôi đã. Xong bắt đầu mới luộc da trâu này các bác nhé. Đây, tôi mở lại cho các bác xem này. Đấy, đẹp phết đấy chứ. Hơi ngược sáng một tí. Thấy chưa? Đẹp chưa? Để tôi nhấc ra lại xem lại từng miếng nhỏ này. Đẹp ác nhỉ. Da con này dày thế. Da à? Kinh đầy à? Dạ dạ. Da kinh đầy à? Bước kinh à? Bà kinh đầy đây. Bước kinh đầy đây. Mí khéo. Cũng có dòng. Mí khéo. Chiều bà đây hỏi bà có ăn được không? Bà bảo không ăn được đâu, gãy răng rồi. Không có răng. Hả? Có ăn đi, ăn đâm đâm cho hút hút ốc. À, bảo lấy cái đen đen này ra. Được. Không sao đâu, không sao đâu. Bảo, được, ăn bà bảo đen đen này là cạo ra. Không cần đâu. Không sao. Bỏ đây đã, tí nữa bắt đầu với luộc. Đây, da trâu luộc rồi đây này các bác. Đấy, cho lên bếp đi.
cứ đun đi. Tôi thì tôi không biết món này đâu, tức là tôi không biết làm ấy. Anh em đây làm thì tôi học xong rồi tôi tả lại cho các bác, giới thiệu cái đặc sản, một trong những đặc sản mà khá là nổi tiếng đấy, nộm da trâu của Tây Bắc này của anh em đồng bào người Thái nổi tiếng lắm. Chúng ta xem làm ăn ngon không nhá, cầu kỳ phết đấy các bác. Gia vị thì nguyên liệu thì chúng ta cần phải có hoa chuối là một này, lạc là hai này, rau thơm là ba này, gia vị kiểu không biết là cho muối ớt mắc khén gì đó thì là mấy năm nhỉ, năm đúng không, lạc này, hoa chuối này, rau thơm này, gia vị này, hoa chuối, à da trâu, năm loại. Chúng ta xem ngon không nhá, cứ để cho nó sôi đã. Hoa chuối vừa đi bẻ về đây để tí nữa ta làm nộm mà da trâu nhá. Bỏ đây đã, cho lên cái ghế này đi. Bây giờ bắt đầu bóc hoa chuối các bác nha. Da trâu thì vẫn đang nộm, à quên, da trâu thì vẫn đang luộc, nó chưa mềm. Bóc cái hoa chuối này đã, xong bắt đầu đi cũng thái ra, xong ngâm nước muối chị Trần. Thái xong tí nó ngâm nước muối cho nó trắng. Hai bắp cơ mà. Cái nước thì chị cho nước muối chưa? Cho nước muối vào đây rồi gì? Thái mỏng. Đấy, cái hoa chuối các bác thái mỏng cái này cơ mà. Mình sẽ thái mỏng như kiểu này đấy. Xong rồi ngâm vào cái nước muối nhạt cho nó đỡ bị thâm, đỡ chát. Cứ bỏ đã. Còn thái tiếp chưa xong đâu. Da trâu đã được luộc một lúc rồi các bác, xem nào, mở ra xem nào. Ai nóng quá. Đấy, tí nó bắt đầu nó mềm dần ra đấy. Giòn đấy các bác, anh thêm vào cái con trâu này ngon. Cái da trâu nó dày đây. Rồi, cứ luộc thêm một lát nữa. Cho nó kỹ kỹ một tí nha. Khoảng 30 phút thôi các bác, 30 phút khi nào cái miếng da trâu nó nở ra xong rồi nó mềm. Ăn thử nó giòn giòn là được anh Thiên. Nóng quá. Nó nguội. Đây, da trâu sau khi thui này, xong mang đi cạo này, xong mang đi luộc. Giờ nó nhìn như thế này các bác, nở thế này cơ mà. Giờ nhìn nó dày thế. Ô, mềm ác đấy. Chỗ đoạn này trong này cứng này, ngoài này thì mềm. Ai, nóng quá. Đây, các bác nhìn cận cảnh như này. Thấy chưa? Để đây thì nó nguội, bắt đầu thái. Bây giờ đến tiết mục thái, tiết mục này ác đấy, dao vừa mài xong rồi. Các bác có biết thái mỏng dính không? Tôi cũng khó thái phết đấy vì cái này nó dài đây, xem nhá. Anh em tôi làm ăn ở nhà cho nên là cũng chả biết bày biện hay cho đẹp đâu các bác. Đây này, các bác nhìn đây. Đấy, bây giờ phải thái dày thế này cơ mà, không biết là bao nhiêu phân, này chắc khoảng tầm 2 phân nhỉ. Cuộc sống gia đình dùng như nào, nấu ăn thế nào tôi quay lại như thế thôi chứ không có
chuẩn bị sắp đặt gì đâu. Bỏ đây đã, cho anh thêm thái. Thử miếng thế nào? Dài không? Đây, thử miếng này các bác nhá. Miếng vừa thái xong nhỏ nhỏ này. Cái này giòn đấy. Dài. Ăn bùi bùi nhỉ? Lương ơi, Lương có ăn không? Bây giờ thì không phải thái rồi các bạn, chuyển sang tiết mục băm rồi. Con này dày quá. Chuyển sang tiết mục băm thì con này dày quá đây. Đây. Băm cũng được như thế này cơ mà. Đấy. Băm ra từng miếng như thế này. Khó thái đấy, con này da dày quá. Nhìn đi kìa, đang băm pop 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 này. Ăn miếng nha. Ta từ băm. Ngon phết đấy chứ, giòn. Càng vùn càng ngon. Còn nhiều thế này thì băm đến bao giờ mới xong được. Cái này các bác băm, băm nó như thế này cơ mà. Đây. Băm là đủ ăn thôi. Vụn ra như này được. Mỏng, vụn, ngon. Ngon đấy, giờ ăn giòn lắm. Thử miếng này, giòn cực kỳ luôn đấy. Ngon lắm. Mày quan được không? Đang thèm. Đang thèm á? Bây giờ một chị chó này đang thèm rồi mà. Ngon đấy. Cái kia thì người ta thái vãi cũng được, còn ăn cái kia nữa thì. Mày ăn được như thế á? Dài chứ. Nhai tí tí được á. Hôm qua mày nướng à? Hôm qua mày nướng lên à? Lúc tối hôm qua ấy. Hôm qua là đốt đi. Đốt cho nó giòn à? Còn nướng hơn, còn là khó ăn đấy, không đơn giản đâu, đang băm một bộp kia cơ mà. Này Lương này, gặm đi, gặm đi, gặm, ngon mà. Kí đi Lương. Nhìn bác ăn này, lèo lèo, ngon lắm, ăn đi, mồm, cắn đi, cắn đi. Mày làm gì đã có răng. Chưa xong. Lâu lâu đấy. Lạc thì mình giã nó vừa vừa chứ chị, hay là giống nhỏ nữa. Vừa vừa đấy chứ, dập dập thôi. Ừ thế thôi, sao dập thế ngon nhỉ. Thơm lắm. Xong, lạc. Rau thơm thì mình dùng một loại thôi. Ừ. Đây là cái rau húng rũi thôi các bác, húng rũi hoặc là rau bạc hà. Tôi vẫn thường hay nấu cái món đấy. Thái nhỏ như này. Đạc thì giã để góc kia. Còn da trâu băm thì đây, không phải là da trâu thái đâu, nó cứng quá băm. Giòn lắm nhưng mà cứng. Chanh. Hoa chuối thì sau khi ngâm nước muối để đây rồi. Xem làm kiểu gì. Cho hoa chuối vào với lại da trâu này.
ra nhiều ca không hết. Nhiều quá không ăn hết. Cho một ít súp này. Có cho mặt khén này hạt dồi gì không chị? Mặt khén thì không hợp. Mặt khén không hợp à? Nếu có hạt dồi thì hạt dồi thì hợp cái gì? Lạc này. Nhưng mà chúc mình chấm mặt khén được nhỉ? Chấm mặt khén hạt dồi cũng được. Chấm chẳng thôi. Cho lạc vào này. Chanh này. Rau thơm. Cho một tí nước vào anh. Cho nó dính. Còn thiếu một vị nữa, các bác biết vị gì không? Ớt. Cho ớt vào nó mới ngon chứ, cay cay. Nước ớt. Nhìn ngon rồi đấy nha. Mì chính một tí nữa. Sao mà ngửi thấy cái mùi chua chua này nước miếng cứ chảy ra nhỉ? Thật đấy. Nó chua chua xong rồi thơm thơm lạc nữa chứ, nước mặn miếng nó cứ chảy ra nhá. Đây các bác nhìn này đấy, mùi chua của chanh mà. Bây giờ cái mùi chua của chanh là mình tưới nước miếng thử một miếng xem là ngon chưa. Được đấy nhỉ. Xong rồi đấy, cho em xin một đĩa nhỏ nhỏ trước để em miêu tả tí xem nào. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Xong xuôi rồi các bác, ra đây xem nào. Đây rồi các bác, đĩa nộm da trâu. Xin lỗi là chúng tôi làm nó không được như kiểu chúng tôi quay phim trên tivi đâu nha. Bởi vì là đây là gia đình làm sử dụng. Thành ra có như nào tôi sẽ quay lại ghi lại như thế thôi. Ví dụ như cái miếng thịt da trâu này hôm nay là nó khá là dày, con trâu này dày mà. Nên là thái miếng kiểu thái bình thường rất khó nên anh thêm băm. Nhưng băm này nó có cái hay là cái miếng da trâu nó sẽ bị dập hơn, nó ngấm gia vị đều hơn, rất là ngon. Này các bác nhìn này. Thấy chưa? Cận cảnh chưa? Đó, miếng da trâu nó ngấm gia vị từ cái vừng này, chanh này, ớt này, muối này, rau thơm. Rồi thì cái hoa chuối này vào nữa chát chát ngon lắm. Thử miếng xem nào. Ăn trước cái trong gia đình ăn cơm sau nhá. Ô, con trâu này vẫn chạy cơ. Cay. Ngon lắm. Các bác nhớ dùng tôi là cái nộm da trâu này. Nếu mà các bác đi đến các thành phố như là Sơn La, Điện Biên hoặc Lai Châu và các nhà hàng, tôi nghĩ là người ta sẽ có bán. Bởi vì là đây là một trong những cái món đặc sản khá là nổi tiếng của Tây Bắc đấy, của đồng bào anh chị em đồng bào người Thái. Thái đen thái trắng đều có cái món này. Thì ăn cái món này đặc biệt của nó ấy, là cái mùi da trâu nó có một cái vị rất là đặc trưng các bác nhá. Da trâu nướng lên thế này, mình thui lên xong bắt đầu mình mới mang đi luộc. Nó hơi nồng nồng một tí, ngái ngái một tí. Rồi mình ăn kèm với cái hoa chuối này. Nó có cái vị chát, giòn, kết hợp với cái da trâu này giòn nữa, ăn tuyệt vời luôn. Này mà anh em nào uống bia uống rượu thì chắc là say hết, tốn lắm. Đây để tôi làm miếng này. Hôm nay không có cu tiến ở đây. Có tiến đây cho nó ăn thử miếng. Để đây. Và tôi cũng phải nói thật với các bác là cái món nộm da trâu này là tôi cũng chưa làm lần nào cả. Lần này tôi làm là nhìn làm lần đầu tiên, bởi vì mọi lần chị em làm tôi bây giờ tôi cũng chỉ biết ăn thôi. Hôm nay tôi cũng quay lại đây cái cảnh để giới thiệu cho các bác. Có thể là vùng Sơn La hoặc là ngoài Điện Biên làm sẽ khác một tí so với phía Lai Châu của tôi.
thì anh chị em nào ngoài vùng đó biết thì cứ comment nhé. Chúng ta cứ học hỏi xem là cái vùng miền khác nhau, chúng ta làm khác nhau như nào. Chung quy lại là nộm da trâu Tây Bắc là như thế này. Đây, đẹp chưa? Cho phát mồm. Cảm ơn các bác nha. Tôi phải ăn hết cái đĩa này xong rồi đi ăn cơm mà, tôi no mất. Ngon lắm. Bỏ đây cho ăn cơm.